Thính giả chúng tôi hôm nay được hân hạnh tiếp chuyện với Linh Mục Đinh Ngọc Quế. Vậy thì xin Linh Mục cho biết là hiện nay Linh Mục giữ cái nhiệm vụ gì đối với cái giáo hội Công giáo? Thưa quý anh và quý vị khán thính giả, tôi là Linh Mục Đinh Ngọc Quế, hiện thời bây giờ ở trong Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Vinh Thủy này. Tôi giữ cái chức là chủ tịch miền Tây Nam Vinh Thủy. Cái miền này gặp nghĩa là gồm tóm nghĩa là 7 địa phận tất cả và quy tụ cả trên dưới cả 100 anh em giáo dân và các linh mục cũng có trên 200 và các sơ có trên 300 gì đó. Thế thì hiện thời bây giờ chúng tôi làm việc và cái nhiệm kỳ này là nhiệm thứ hai rồi đó. Thì hôm nay tôi đi tham dự cái VOC 3 này thì kể ra thì cái thứ nhất, cái thứ hai thì cũng là làm việc ở trong cái miền của tôi đây và quy tụ tất cả các bạn trẻ khắp mọi nơi trên đất Mỹ này và kể cả Canada, cả bên Pháp, rồi cả bên Úc, bên nọ bên kia cũng nhiều lắm. Nhưng mà ác cái là bởi vì cái mùa này á, là cái mùa mà kinh tế nó đang xuống, thấy không? Thành thật ra các em thì nó còn đi học rất, thành thật ra bố mẹ cũng ở trong hoàn cảnh nó khó khăn. Thành thật ra năm nay tôi cảm thấy là hơi ít một chút, mà như còn mấy năm trước là 3.000 trên 4.000 gì đó, nhiều lắm. Thưa Linh Mục, Linh Mục có thể cho biết với đi tham dự Đại hội Giới Trẻ kỳ này thì trong cái tuổi mà giới trẻ của chính Linh Mục là bao nhiêu tuổi á? Dạ, ôi dồi ôi, nếu mà bây giờ mà nhìn mặt tôi thì nó khác. Nhưng mà sự thật ra là năm nay tôi đã, Chúa thương là cũng đã 83 tuổi. Có nghĩa là ở trong cái list là cái chờ đợi ngày nào Chúa cất về đó. Nhưng mà thôi thì tôi có kinh nghiệm rằng thôi thì ngày nào sau ngày đó Chúa ban còn sức khỏe thì còn để mà phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho cộng đoàn Việt Nam Công giáo và phục vụ luôn cả cho cộng đoàn khi mà tôi làm việc trong Mỹ nữa. Và đặc biệt đó là để mà phục vụ cho Việt Nam rất nhiều mình trong hoàn cảnh đất nước chúng ta khó khăn. Biết bao lo nghĩ cũng bao nhiêu cái mong ước để cho quê hương đất nước chúng ta tự do hạnh phúc và thăng tiến hơn. Thế bây giờ mình từ ngoài Bắc của mình từ năm 45 đó mà từ ở Việt Nam của mình từ năm 75 anh thấy không? Và cho đến bây giờ đó, đó tôi thấy rằng nghĩa là nó không có tiến mà nó cứ lùi nữa. Và bây giờ dân tộc của mình nó tự hóa đi. Cần tính được cái điểm đó mà anh em chúng ta bên này và nhất là giới trẻ mà hôm nay đó thì em thấy tất cả các cha và các quý vị mới kiến mặt kia đó. Linh Mục ạ, Linh Mục là Linh Mục lo lắng cho giới trẻ. Yeah. Nhưng mà ngược lại khi mà Linh Mục đến tham dự đại hội này ấy, thì Linh Mục đã gặt hái được gì từ giới trẻ? À, cái vấn đề đó thì phải nói ngay cái từ xưa đến giờ kìa. Từ ngày tôi làm Linh Mục cho đến giờ đó như thế là 53 năm rồi đó. 53 năm. Đó, tôi đã mừng thứ thọ, tôi đã mừng cái này kim thánh rồi. Đó. Thế thì nhìn lại cái quá khứ đó thì phải nhận rằng cái là không hiểu tại sao mà Chúa đặt như vậy. Tôi hoàn toàn là sống với giới trẻ không à. Đó, mà thì thực ra có lẽ vì vậy mà tôi cái tuổi thì nhiều mà tính tình nó trẻ. Vâng, dạ. Chúng tôi cũng rất là mừng vì thấy giới trẻ Đinh Ngọc Quế chưa phải chống gậy để đi tham dự đại hội giới trẻ. Thế đó đó, và các bạn còn sửng sốt hơn nữa với cái tuổi này á, mà tôi còn là lái xe vò thế này á. Vâng, thưa Linh Mục có thể cho biết rằng cái sự khác biệt khi mà Linh Mục làm tuyên úy cho quân đội, dạ, và bây giờ lại là tuyên úy của giới trẻ, dạ, trong một số những cộng đồng thì Linh Mục nghĩ nó có sự khác biệt gì hay không? Phải nhận rằng nghĩa là giới trẻ Việt Nam á, trước 75 á, nó khác và giới trẻ sau 75 nó lại khác. Tôi đã về Việt Nam như thế là kể trên 3 lần rồi đó. Đã. Tôi sang năm 93, tôi về năm 96. Là ông cụ thân sinh tôi qua đời, tôi phải về chịu tang ông cụ. Rồi sau 2 năm đó, thì tôi lại về một lần nữa để mãn tang ông cụ. Sau đó thì tôi sang bên Mỹ này. Rồi tôi kể cái từ ngày đó đó, về mà mãn tang ông cụ cho đến ngày năm vừa qua đó, kể là chẳng 10 năm đó. Thì
tôi lại về lại Việt Nam sau 10 năm. Thì tôi cảm thấy thế này, giới trẻ của mình đó, hầu như bây giờ có lẽ các em đã học mà nó không có cái căn bản sau đó. Thành thử ra tôi nói chuyện đó, thì cảm thấy là các em nó chỉ thích chơi thôi, nó chỉ thích ăn thôi, nó chỉ cái tiền thôi để cho nó phá. Nhưng mà sự thật để xây dựng gia đình hay để xây dựng cái tương lai hay để xây dựng đất nước đó, tôi thấy các em nó không có mạng được. Cái đó là cái chúng ta suy nghĩ đó. Rồi sang bên Mỹ này đó, thì tôi sang từ năm 93 tôi đi hát O14, thì sang đi một cái đó thì tôi coi cộng đoàn ngay. Cộng đoàn đó là cộng đoàn Escovina, Thánh Giuse Escovina ở St. Christopher trên Escovina. Thế thì tôi thấy rằng thế này, sang bên này á, mà các phụ huynh cũng như là những anh trưởng mà lo cho giới trẻ đó, họ hầu như là họ không hiểu được cái gốc của nó cho và cái cần phải thay đổi, cần phải update đó. Thì giờ đấy vì vậy cho nên tôi đã đi khảo cứu và đi giảng khắp nơi trên nước Mỹ này đó. Sau cuối cùng tôi kết luận như thế này, chỉ có thiếu như thánh thể đó ở Mỹ này đó, nó là một cái tổ chức lớn, nghĩa là toàn quốc đó, nó có thể sống được cho giới trẻ. Lý do là chúng ta không những là cho các em nó chơi, nhưng mà có cho các em học, học chuyên ngữ đó. Rồi các em không những là lo vấn đề mà gọi là chơi với nhau trong cái đoàn thể của mình, nó có mục đích đó, nhưng mà còn thêm vào giáo lý, thêm vào cái đời sống cộng đoàn, thêm vào cái đời sống mà hy sinh cho kẻ khác đó. Và làm như vậy nó mới mở óc, mở trí nó ra đó. Thì khi đó đó, nó ra đời đó, nó mới sống được. Đó, theo. Còn nếu bây giờ mà chúng ta giới trẻ của mình á, mà cứ vào nhà thờ cứ đọc kinh không mà thôi thì chết. Vâng, xin đó thầy Phật. Vâng. Đó. Và vì chính ở cái điểm đó mà tôi lo nghĩ lắm. Và tôi đi đâu cũng vậy. Tôi lo cho giới trẻ, tôi huấn luyện cho giới trẻ, tôi giúp cho giới trẻ cùng với tất cả các quý vị có cái lòng và thương giới trẻ đó. Và vì vậy cho nên cái VLC3 này đó, thì cũng như cái nãy tôi nói ở trong buổi là cái lần thứ ba rồi đó, mà lại là ở trong cái miền Tây Nam Mỹ của tôi đó. Là bởi vì ở đây á, cái số người có thể nói cái miền này là đông nhất, mà đặc biệt là Orange County này đó, đến 40-50 ngàn anh em giáo dân chia ra 14 cộng đoàn. Cộng đoàn là cũng gần nhau 5-7 phút là tới nhau rồi. Ở dưới Los cũng là lớn lắm, nhưng mà lớn theo cái phạm vi gọi là tổng giáo phận thôi. Nhưng mà các cộng đoàn là xa nhau lắm, mà nó cũng nhiều nhưng mà ít hơn ở Orange County, nó chừng 20-30 ngàn thôi, thua ở trên này. Còn tất cả các chỗ khác ấy, ở phía dưới San Bernardino, rồi ở dưới San Diego, ở Arizona, Tucson, ở San Luis, hay là Hawaii, nó thuộc quyền của miền tôi đó, thì chỗ thì 2 ngàn, 1 ngàn, vài 300 mới đọc ý kiến tùy. Đó theo, thành thử ra ở đây nó có cái rất là có lợi, cũng như là cái thủ đô của những người tị nạn vậy đó. Thì anh em trao đổi với nhau về mọi mặt hợp lý rất là hay. Cho nên nhờ cái dịp đó mà mình khích lệ các em để cho nó học hỏi thêm những cái người như bố mẹ nó đi trước, họ hỏi thêm những cái người họ còn đang hoạt động để lo cho cái này tất cả cho đời sống hiện tại cũng như tương lai của các em. Vâng, chúng tôi xin thành thực cảm ơn Linh Mục đã dành cho vâng, chúng cảm tôi. Cảm ơn anh em. Tới anh em mình gặp nhau lâu quá không gặp bạn. Vâng. Đó thế không?